Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Sapa TV. Các bạn rất nhiều người hay đặt câu hỏi với Hải là: anh Hải ơi, thường thường thì anh đi chợ phiên khoảng mấy giờ để quay phim cho mọi người xem? Thì 5 giờ. Đó. Thường thường là 5 giờ là phải có mặt tại chợ phiên rồi các bạn ạ. Lúc đó thì mọi người bắt đầu chuẩn bị. Như ông chú đây là đang chuẩn bị làm món ốc đậu. Ốc đậu thì thường thường là mọi người xay sẵn ở nhà rồi. Đó, ra đây này, nồi lửa lên bắt đầu nấu này. Ở chợ phiên ấy, mà khi các bạn ra chợ phiên ăn ấy, những món ăn được chế biến ở đây thì các bạn biết là ở đây mọi người dậy rất sớm. Hiện tại thì mình 5 giờ mình đã có mặt ở đây. Hôm nay là còn trời hơi mưa thôi. Bình thường mà không mưa thì mọi người đến rất là sớm luôn. Chú ơi, chú đi ở nhà ra đây là mấy giờ? Bắt đầu từ đi ra nhà là mấy giờ? Hả? Mấy giờ? À, không, ý là từ nhà đi mà là mấy giờ? À. Đấy, chú bảo là chú nói hơi khó nghe. Nhưng có lẽ là cũng phải rất sớm các bạn ạ. Có thể là từ 3 giờ, 2 giờ, nói chung tùy độ xa gần của từng nhà. Tráng là hết nước thì thôi đúng không? Đây là một can nữa. Đấy, để có những bát ốc đậu thơm ngon thì phải dậy từ rất sớm các bạn ạ. Nên là khi mà người ăn thưởng thức cái món này thì cũng cố gắng làm sao mà phải dậy sớm sớm một chút. Chú sẽ ra trước để đổ cái ốc đậu ra, còn bây giờ thì cô mới bắt đầu mới mang mén mén này các bạn ạ. Mén mén này lại phải làm từ hôm trước cơ. Đấy, từ tối hôm trước cơ. Xong rồi đến khoảng 3-4 giờ bắt đầu mới dậy đồ, nghĩa là xay ngô rồi. Xay ngô, sàng ngô, các kiểu. Là chú bây giờ đang xử lý quả thủ. Đây, phía trong kia là quả thủ lợn. Còn đây là cái khu vực. Cái này giống như kiểu là bể nước kiểu công cộng ấy nhỉ. Bể nước quốc dân. Tất cả anh chị em ở các khu, các gian hàng ở chợ đều về đây để lấy nước. Nước sạch. Rất nhiều người hay kiểu thắc mắc hỏi là thường thường các anh ở chợ phiên này thường dậy mấy giờ để chuẩn bị. Các anh nào hôm nay dậy khoảng mấy giờ? 3 giờ à? À. Đấy. À đây cách em mấy 20 cây à? Đấy. Chung là mọi người bán ở chợ phiên này thì thường thường họ sống quanh quanh đây. Đấy, để có được những miếng thịt thơm ngon chất lượng mọi người dậy từ rất sớm. Rửa rau sống này. Đấy, ở chợ phiên cái rau sống mà mọi người rửa rất cẩn thận luôn. Nước đây là nước máy siêu sạch rồi đúng không? Đấy, rau là bao gồm cả loại dấp tanh này và vài loại rau thơm. Cái này là một buổi sáng bán hết từ này rau luôn á? Đúng không? Bán hết. Chứ không phải là chia cho tất cả mọi người à? Chia cho người ta ăn chứ. À.
Hay khoảng bao nhiêu lâu thì mới chín hả chị? Nửa tiếng nhỉ? Tiếng hay nửa tiếng? Nửa tiếng. Nửa tiếng. Lâu quá. Nát mất đúng không? Một em gà rất là thơm ngon, đã ra lò các bạn ạ. Còn ở phía dưới này là cái để các loại thịt, nhưng mà cái này chưa chín, mặt lợn rồi chân giò rồi lòng phèo. Tiếp con gà là cái dạ dày. Dạ dày này vớt ra xong vớt rồi. Có phải cho ra nước lạnh không? Cho nó giòn không? Hả? À cho rồi à? Bây giờ là được luôn rồi đấy à? À, ngay chưa chín à? Hay nó lại không chín cùng một lúc được đúng không? Để ý. Nó dày khó chín đúng không? Sớm quá. Chứ nhìn đóng hổi thế này thì cũng muốn xé luôn được ngay lắm, nhưng mà kiểu sớm quá các bạn ạ. Nhìn hấp dẫn quá. Thơm nước mũi luôn anh em nhé. Hai anh em mà dậy từ rất chi là sớm để ra chợ để mua thịt về lát để làm hàng. Muốn tại sao mà anh em khi ra chợ phiên bảo là cái thịt để ngon thế, bởi vì mọi người thì không chuẩn bị thịt từ hôm trước các bạn ạ. Thường thường là cứ ra đến chợ bắt đầu cái con lợn nào ngon thì mọi người mới mua. Đó, đâm ra là thịt nó luôn luôn là rất là thơm ngon. Hôm nay anh có lấy cái thủ không? Nó chân giò đây à? Đây. Đằng chân này đi thui chưa đấy? Hôm nay nhà mình có khách nên là nhờ anh ấy đi mua giúp mình cái thủ lợn này mà. Vì canh ở chợ thì mới biết được lợn nào nó ngon, nó thơm. Anh em ở khu chợ bắt đầu mới chế biến. Bên này thì rau dưa rửa phía bên này. Và đây, cái chân giò đây. Anh ấy chỉ lựa được một cái chân giò thôi các bạn ạ. Vì tí nữa còn rất nhiều những người đến bán mang thịt ra sau á. Bắt đầu mới thui đúng không? Chân này nó mới thơm cơ, nó mới ngon. Chất lượng. Chứ khò thì. Khò thì nó không thơm nhỉ? Nó chỉ vàng, nó đẹp một tí thôi. Hình thức thôi. Đốt chân này ăn nè. Tí nữa có đi mua chân giò tiếp không? Tí nữa. Xem một lúc nữa. Xem nó có tạnh, nó nắng mới dám mua nhiều một tí. À, có nghĩa là còn phụ thuộc vào thời tiết đúng không? Nếu mà nó mưa thì ít người ra chợ thì mình mua ít hàng. Đấy, lại vàng đẹp ngay nha. Phải để ngâm một lúc rồi. Thế cũng được rồi. Uống rượu nó say được đấy. Câu vàng đây. Cái da nó giòn luôn rồi đấy nhỉ. Da nó đúc cháy rồi. Đấy cả. Mua ở đây nè. Thằng nào mình ở nhà luộc mình cứ thả cả cái mà sao nó lâu lâu chín thế. Rồi. Rồi. Đấy, sau khi vệ sinh xong bắt đầu cho vào luộc. Mình đúc rồi mình nữa rồi. 30 phút nữa sẽ được ăn.
Ông đây cũng đang chuẩn bị thui một cái thủ lợn này. Đang nhóm bếp. Cái này xem sao nó cũng khu nó cũng tránh. Cái thứ nào à, câu đi. Hai ông này thui. Hai cái thủ lợn nó vẫn đang cãi nhau. Thì mới hay chứ. Chết rồi. Không chết đâu. Không chết đâu. Khói thôi, không chết đâu. Chân giò con này to đấy nhờ. Này anh gửi này. 50.000 đúng không? Chân giò cũng cứ phải gọi là gớm mặt đấy. Ấy, hấp dẫn chưa? Kiếm mấy cái sọ này hơi bé nhỉ? Cái chân với cái sọ nó không giống nhau à? Không giống. À, khác lợn đúng không? Thịt đấy rồi. À. Hôm qua quên mổ gà. Hôm qua quên mổ gà. Sáng này đi một đoạn thì chắc là tối qua chồng nó làm phiền quá đúng không? Hả? Không phải đâu. Không phải đâu à? Em là mấy đứa con rồi? Ba đứa rồi. Năm nay bao tuổi rồi? 33 tuổi. 33 tuổi, ba đứa con. Chính tỏ là máy sản xuất là tốt đó chứ. Tốt chứ. Bóc cái này nó cũng phải có nghề đấy nhỉ. Không biết bóc không ra được hết thịt. Tại tim này thì bán bao tiền hả? Dạ. Ừ. Lấy cả tim, lấy mỗi tim nè. Ờ. À, tim thì 25 à. Nó là tim lợn trắng đúng không? Dạ. Ừ. Tim lợn đen thì nó lại đắt hơn nhỉ. Lợn đen mua đó 20.000 một lợn. Đúng rồi. Đây là cái bộ lưỡi nóng hổi ngon lắm, thơm rồi, khói nó bốc lên thơm lắm anh em. Cái chân giò chưa được hả chị? Anh vẫn đang đi rửa cái thủ à? Cái ốc này ai đã lấy cho em? Tí để anh cái ốc này nhá. Ừ. Ui cái chê này này, chê này cũng ngon này. Nóng hổi luôn anh ạ. Tí để anh cái chê này nhá. Chắc là bộ ốc này có chê. Chưa được 2 lạng. Lạng rưỡi đúng không? 40.000 này, ok. 40.000 cái chê này các bạn ạ. À, bộ ốc này là 10.000, là 50.000. Anh em bên này còn bộ ốc không anh? Ừ. Ăn nè. Em bé. Em bé đã ăn phở sớm đấy. Mình mua cái móng này về để mình ninh khoai. Theo em mình cân cái này lên được khoảng mấy lạng? 18 lạng thôi. Ôi ôi, kinh kìa. Dao chặt vào mà cứ như kiểu là nó có cái khớp ở đây mà. Đúng rồi. Gần được rồi. Đẹp băng thôi. Băng, cú đau. Chặt 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 cho nhanh.
căn bản là nóng quá. Nóng quá nó khó làm đúng không? Rồi, cho cân đi. Mang cả chân đi thế này. Hả? Con nào có con nào không ngon đâu. Đây lấy mất em mới khử đi để em về em ninh khoai sọ. Cái này bao tiền đấy? Cái này bé hơn thì... 30 à? Bán quá rẻ cho bác rồi. Được rồi, cái gì đâu. Mất đi đường của bác về. Nói chung là nhà có khách các bạn ạ thì ăn uống thì nhẹ nhàng thôi, mua mấy cái này tiếp khách. Thế là có ngon rồi. À thế à? Hai cái được 90 các bạn ạ. Nói chung là về ninh khoai thì ngon. Rồi cảm ơn nhá. Cung này bé này này. Lấy cân bán như có họ không ạ? Hả? Lấy cân bán như có họ. À, thế à, không bán tù mù nữa à? Bây giờ không bán nhẹ nữa. À, bây giờ không bán tù mù nữa rồi đúng không? Giờ bán theo cân rồi anh em ạ. Rất rất đỉnh đòn. Bẻ phát là được. Nó có cái khớp ngay trên. Đây thì cũng 40.000. Rồi, mình cho túi của mình đây. Nhiều luôn, 4-5 cái rồi. Về tháo hồ mà ninh khoai. Ơ, cho em một ít thịt này đi. Con này là hai anh em mình vừa mới ra chợ mua đấy nhỉ. Đây, các em con đàn này lên đây đây này. Em thích ăn cái phần này này, đưa anh ấy thái cho. Đấy, phần này. Đấy, đúng rồi. Đấy, chồng nó phải mạnh mẽ thế, đúng không? Ừ. Chứ ốc của em hay sao đây nó? Ốc lợn đây, ốc của em ai dám lấy? Dạ, đây à? À thế à, ốc lợn đây đúng không? Ừ. Ốc của em ai dám lấy luôn. Cái nó đỏ kia có ăn được không đấy? Cái này ngon đấy. Vẫn phải trần lại à? Trần đi. Ừ. Ôi giời. Làm gì dễ được. Ờ, rồi, cân miếng này lên đi. Rồi. Thái này còn thái dọc thớ nữa mới được chứ, cái nào? Cái nào được? Thèm quá. Mình cân rồi nên là của mình ấy đúng không? Làm miếng. Ngon lắm. Cái này con nó ăn đâu cái này, ông mang về nhà mà. Dạ. Ốc lợn còn 2 cái à? Có mang nó được đây. Chín chưa? Cho nó chín đi. Đấy, nhiều rau thế. Bát phê. Đấy. Bát gọi là nước chấm thần thánh của mình. Mưa gió quá nhỉ? Đi ăn phở sớm thế. Không rủ chồng đi à? Không à? Ừ. Em đi bán hàng ở chợ à? Không. Đi chơi chợ rồi à? Ồ, một chút nào, ánh điện lên là đẹp ngay. Đây, mời anh em xơi luôn. Đây, để mình dằm cái này ra. Sao em đi lại được một mình đi hả? Vâng. Em là người... người Mông à? Vâng. À.
Đây, anh bạn này, anh gọi hơi nhiều thịt đây, hai anh em cùng ăn nhé. Không, ngon mà. Ngon, anh gọi nhiều quá. Anh ăn phở thịt mà em ăn phở không như thế thì làm sao mà anh ăn được? Nhưng mà lấy chồng chưa? Lấy rồi. À lấy rồi à? Hôm nay bao nhiêu tuổi rồi? Lấy chứ. 22 rồi. 22 rồi à? Thế mấy đứa con rồi? 2 đứa. 22 mà 2 đứa con. À. Thế cũng được đấy nhỉ? Ngọt. Nhà em nhà em ở xa đây không? Gần thôi. À thế à? Ở đây mọi người mà nói gần thì chắc là nó cũng phải mấy con dao quăng á. Gần mấy cái 15 cây thôi. Gần 15 20 cây. 15 hay 20 cây. Không đếm bàn đấy đâu. À. Thôi, con lợn này ngon đấy anh ạ. Ngon chứ, ngon luôn gì. Ngon mà nhỉ. Cô tôm tí. Hả? Cô tôm tí. Thôi, mình bố ạ, có chết em ngon. Ôi, chưa chín đã hết mất thịt ạ. Ôi, ăn nhanh lắm. Được mà có được ăn đâu, vợ không cho ăn. Vợ đuổi ra khỏi nhà mà. Vợ bảo là ô cái thằng này suốt ngày đi ăn thịt đấy, không được đâu. Cái việc làm thì không làm đấy, cứ ăn thôi. Đúng không? Đúng rồi. Ờ. Ờ, ông mẹ ăn thịt xong rồi cho vợ ăn nữa. Ừ. Cho vợ ăn vợ xong rồi này. Ngon, ngon. Ăn trễ nó bổ trễ. Nước dùng ở đây rất là ngon luôn. Họ luộc nhiều xương, nhiều thịt ngọt. Thế thủ ấy, luộc bao lâu chín hả anh? Thủ chứ á? Vâng. Tầm 2 phút đó là chín rồi. Ngon. Đi mình uống vô chích thù nha. Ừ. Rất là ngon à. Nó ngon nè, giòn nè. Rồi ra chợ phiên mọi người cứ để dành cho mình cái trễ làm gì? Làm mình ăn nhiều trễ. Cái gì nữa, đủ tí mà. Ừ. Nhưng mà nó kiểu nó bó cái công mà mình dậy sớm ấy nhỉ. Ngon. Còn thêm 3 nữa hả sao? Còn thêm 3 nữa nhé. Không. Anh mời. Bát này là đủ rồi. Bát này là đủ rồi. Dạ. Ừ. Thế là em mời bát mẹ bạn này nhá. Chắc là hồi em 18 tuổi em nhiều người yêu lắm ấy nhỉ. Em bị kéo về à? Không. Em tự theo nó về á? Dạ. Tưởng là người Mông hay bị kéo nhỉ? Thế về bây giờ ai lấy kéo? À thế à? Bây giờ toàn nhảy ô tô về đấy đúng không? Ngày xưa thì toàn kéo đi bộ, đi xe. À, người nông có kéo không? Kéo chứ. Kéo không? Kéo xong mà được vợ à? Thế bây giờ trong bản em còn tục kéo vợ không? Không. Không à? Ừ. Bây giờ kéo rồi thì cô em nó cho đi tù đấy nhỉ? Vâng. Làm vợ mà có làm gì mà đi tù đâu. Ồ, kéo về mà lôi sừng sạch con người ta đấy. Ngọt, ngọt đấy. Đây nha, lấy cái trò nha. Hả? Anh đi.
Ngon. Ngon. Ngon rồi. Ngon chưa? Ngon. Rất ngon à? Vâng. Hay làm thêm bát nữa nha. Mình giờ này ăn kiêng anh em ạ. Ăn hạn chế thôi. À, bây giờ mình ăn xong rồi, giờ tiếp tục đưa anh em đi chơi vòng quanh chợ. Xem ở đây có cái gì hot không nhé.